nước lên rất là nhanh, làm dẫn đến chia cắt nhiều địa phương, các tuyến đường bị ngập là đường DT642, DT647, chia cắt các xã Xuân Nam, Xuân Bắc, Phú Mỡ và Xuân Quân 1 không thể tiếp cận được. Riêng tuyến đường quốc lộ 19C thì tại cầu Tràm, xã Xuân Long cũng đã bị ngập và chia cắt không thể đi lại được. Riêng các huyện đã bắt đầu có hiện tượng chia cắt như Đồng Xuân, Tuy An là nhiều xã đã bị chia cắt mạnh, kể cả Tây Hòa nữa. Và hiện nay thì các đơn vị đang tập trung trong cái vấn đề là chuẩn bị các phương tiện để sẵn sàng ứng cứu với người dân. Trong đó việc trước mắt là việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, cũng như là vật nuôi gia súc tài sản là đã được tiến hành. Trong sắp tới thì diễn biến còn phức tạp về cái tình hình ảnh hưởng của các áp thấp nhiệt đới trong thời gian tới, thì chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo để cho các địa phương sẽ tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ di dời người dân, bảo vệ tài sản an toàn tính mạng.